Hôm nay mình sẽ làm một cái video giới thiệu về cái giả lập tín hiệu của con cảm biến liên quan những con cảm biến liên quan tới khí thải ha. Đầu tiên là mình sẽ lập cái con là DBF ha. Đây các bạn có DBF này. DBF hay vẫn DBF không? Đó. Các bạn muốn là gì? Muốn cái bầu DBF này nè, nó sẽ bị tắt hay bị nghẹt á thì cái con DBF này sẽ báo giá trị vậy ha. Thì mình để mình biết là giờ muốn tháo bầu ra mình chạy ha, thì nhưng mà cái con cảm biến này nó sẽ báo lỗi ha. Đó là cái phần là liên quan tới DBF. Thì bây giờ có cách là mình sẽ giả lập cảm biến này để cho nó gì nó đúng giá trị tiêu chuẩn của nó và nó không báo ha. Đây thì mình sẽ dùng cái máy giả lập chỉnh giá trị cảm biến ha. Đấy các bạn thấy không, chỉnh giá trị cảm biến ha. Đấy thì gì, giá trị cảm biến thì gì, cái nó liên quan tới là gì, khi mà giá trị cảm biến thay đổi thì cái điện, cái áp suất của đầu DBF thay đổi ha. Nên áp suất ở xuống đọc vẫn thay đổi ha. Cái áp suất này nó sẽ gì, bây giờ vào áp suất này thì con nơi xuống sẽ biết là cái bầu DBF hoạt động tốt hay không, có bị nghẹt hay không nghẹt ha. Tại vì bầu DBF chỉ là cái bầu để lọc cái phần BM thôi, nó là những cái lưới cạn, những cái lọc cạn ha, cái lọc để nó cạn cái BM thôi. Định kỳ mình sẽ là tái đã tạo cái đầu cái bầu DBF này để gì, để cái ISO nó gì, nó sẽ điều khiển full để cho đốt cháy những cái BM ha, cho nó sạch sẽ thôi ha, chứ không có gì hết. Rồi tiếp theo là liên quan tới phần EGR ha, cực kỳ quan trọng ha. EGR của máy Honda cực kỳ phức tạp ha. Đây muốn giả lập EGR đây, EGR ha. Đây các bạn đó, các bạn muốn giả lập cái vị trí EGR đây đó. À, rồi các bạn muốn giả lập cái con điện áp của cái phần mà cảm biến chất áp suất EGR ha. Đây các bạn chỉnh luôn ha. Đó là đây những con khí thải tiêu chuẩn của Honda ha. À, thì các bạn cái video ngắn này mình sẽ giới thiệu cụ thể ha, giới thiệu về cách giả lập các cảm biến này. Thì các bạn muốn giả lập nó thì các bạn chỉ cần đưa tín hiệu của cái trên xe á, thì các bạn tháo cái jack từng con cảm biến ra, các bạn đưa trên tín hiệu vào cái máy giả lập ha. Thì để giả lập thôi. Thì còn cấu tạo cảm biến như nào thì các bạn xem cái video phía trước của mình đó, mình có giới thiệu về cái cấu tạo từng cảm biến ha và cách giả lập như nào ha. Các bạn chú ý xem video trước ha. Thì các bạn xem các bạn sẽ hiểu về là các cái con này mình sẽ giả lập như nào ha. Còn cái con này chức năng con làm gì á thì mình các bạn lưu ý là gì, cái con DBF mục đích của nó là xác định coi là cái bầu DBF nó bị nghẹt hay không nghẹt ha. Con EGR á, mục đích của nó là gì, đầu tiên là cái con vị trí cảm biến vị trí này, thì khi ISO nó điều khiển cái van EGR để nó mở cái phần khí thải nó đi vào động cơ ha, thì nó sẽ kiểm soát là nó muốn bù bao nhiêu lượng khí thải. Thì nó khi nó điều khiển là motor DC, thì khi nó điều khiển motor DC đó thì nó phải có cảm biến hồi tiếp về ISO để ISO nó biết là gì, cái nó quay được bao nhiêu độ thì nó mới thêm được bao nhiêu cái khí thải vào, thì nó phải xác định được để nó gì, nó điều khiển chính xác ha. Ngoài ra nó còn các cảm biến áp suất để nó hỗ trợ thêm ha, quá trình để nó hồi tiếp ha, nó điều khiển cái EGR vào động cơ ha, quản lý nha. Đó, để nó gì, nó tăng cái độ chính xác vào ha, để nó gì, mục đích của nó là muốn là điều khiển cái tỷ lệ EGR trên cho cái tỷ lệ khí thải với cái tỷ lệ của không khí vào ha, nó phù hợp để sao, để nó giảm cái nở bớt xuống ha, giảm cái nhiệt độ bùng cháy xuống, giảm nở bớt xuống ha, để nó gì, nó sẽ kiểm soát khí thải tốt hơn ha. Nhưng mà khi nào nó thêm không đúng, nó thêm nhiều quá thì công suất sẽ bị hạn chế, nên bắt buộc nó phải có nhiều cảm biến ha, để nó xác định, để nó thêm chính xác ha. Thì tín hiệu của các con cảm biến này đều là gì, máy giả lập mình nếu thể giả lập được thì các bạn có thể thử cái này để mình giả lập tín hiệu, để mình gì, mình có thể là gì, mình bầu đồ DBF thì mình giả lập vào, mình muốn hạn chế, mình muốn kiểm tra coi là cái phần tín hiệu EGR nó đi về hộp á, có hộp có nhận được hay không ha, thì mình có thể giả lập vào luôn ha. Đó. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi.